con gái phú ông tên là Mầu Thị, từ tình ngoại ý mãn nguyệt có. Mời ra trẻ gái trai gia đình mà ăn khoán ý ai à. Tự xưng em là Thị Mầu, ý là con gái phú ông. Tuổi em chứ còn bé lắm, cũng chưa đến trăng rằm. Ơ này chị em ơi, nay từ mới đã 15, ai muốn đi ăn oan thì lên chùa với em. Chùa từ 13, ai ai ya, ai ai ya, em lên chùa ngày 15. Này thầy thiếu ơi, em là Thị Mầu, em không biết đâu, em cứ bắt đèn gọi mẹ thưa cha, ăn vạ cả làng cho em lấy chàng. Tình tang tang tình tình tang. Tình tang.